khó lắm, khó tính, không có chịu cho em tiếp xúc đâu. Mấy ngày đầu, mấy cái tháng đầu gặp nhau là em lại ngồi chung vậy nè: mày sao thế, sao ngồi cạnh tao, ra kia đi, ra kia, ra kia đi. Mình không ra, ông đứng ông mà mình kìa. Là em tưởng là ông ghét em dữ lắm, tại vì em quậy quá, em đâu có biết. Mà thì lúc đó thì ông biết sao, ông càng đẩy em ra em càng thích, ông càng xua đuổi em càng kiểu ôi thích quá, thích quá, sát vô, sát vô. Em không nghĩ một cái ngày mà ông có thể say yes luôn á, tại vì em là một người, em tính đàn ông, em thích chinh phục. Ai mà kiểu mà cho em cái cảm giác chinh phục là em sợ em chạy liền. Ừ, riêng ông này là em thích chinh phục ổng, em muốn chinh phục cho bằng được. Vậy từ cái lúc mà xua đuổi đến lúc mà say yes á, cái khoảnh khắc say yes đó nó diễn ra như thế nào, nếu mà em có thể chia Nó sẻ được sượng trân chị ơi, nó sượng trân rồi, tại vì em chinh phục tới mức mà em nghĩ lại thôi bỏ cuộc, cà này thua, cái cà này là thua rồi, cầu trắng bỏ cuộc nghe, rồi ok. Mà cái câu cửa miệng ổng làm gì cũng được, không có tình yêu nghe, nhất định không có tình yêu. Cái em mới phản đòn lại liền, nói tới lần thứ ba là có rồi. Cái câu đó là không phải nói cho em mà nói để tự răn mình đó. Nhưng là kiểu là bên trong có, nhưng mà kiểu không chịu đối diện với tình yêu đó, cứ cứ ngày nào tới nhà ông cũng làm gì cũng được nha, không có tình yêu nha, làm gì cũng được không có tình yêu. Anh nói như vậy bởi vì anh đã từng bị tổn thương về tình yêu rất nhiều khi anh yêu một cái người này. Họ cũng là ở miền Tây và bất chấp yêu, yêu đến khi mà người ta đi quen một người khác, người ta ở với một người khác rồi. Mà một cái tự tôi của anh nó rất là lớn. Anh không ngờ anh đồng ý cho một cái quan điểm, bởi vì dù sao vẫn có một cái ít nhiều cái sự gia trưởng ở trong cái người Bắc, anh thì là người Hải Phòng. Thì anh không bao giờ anh đồng lòng khi mà anh chấp nhận để cho cái cô gái này, cô ấy cắm sừng anh. Nhưng khi cô cắm sừng rồi mà anh vẫn yêu, anh vẫn bỏ qua, anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều. Đến khi mà lặp lại lần hai thì anh quyết định đóng cửa và anh không quen ai nữa. Và cứ thế anh ở một quãng thời gian, anh cũng nói với cả trong cái thâm tâm mình rằng là mình sẽ không yêu ai nữa. Anh thì lại tin vào cái luật nhân quả, thì anh sẽ tin rằng có cái sự sắp xếp. Bởi vì cái cuộc đời thì những cái người từng trải thì khi gặp nhau họ sẽ có một cái gì đó, cái năng lượng, cái tần số cảm thông. Thì lúc đó đến thì anh mới hiểu ra rằng thôi xong. Thế mình biết cho nên anh mới nói với trợ lý, mới lái xe hàng là nhớ tất cả mọi thứ dừng lại ở tri kỷ thôi, không yêu gì cả. Rồi cuối cùng đâu nó vậy, phá vỡ nguyên Mà tới bây giờ em hỏi ổng là cái lần đầu tiên anh gặp em có cảm xúc không? Không, vẫn nhất quyết là không nha, không nha, không là không. Nhưng mà em biết chắc có, chắc chắn có, tại vì cái giây phút đó hai đứa nhìn nhau ánh mắt chiều mến lắm mà sao không được. Cái việc mà mình biết rõ về người yêu của mình, đối phương của mình trong một mối quan hệ, mình biết trân quý những cái hay, cái đẹp của người ta thì nó là một điều rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà hơn thế nữa là cái việc mình biết những cái ưu điểm, những cái sự hạn chế của người ta để mình có được cái sự bao dung và thấu cảm, nó còn quan trọng hơn nữa để một cái mối quan hệ yêu đương nó có thể đi với nhau một cách bền vững. Với một cái người như anh thì rất là bình tĩnh, vì khi bình tĩnh thì anh mới điều tiết được cảm xúc của anh em. Và chính vì đó, cái điều đấy thì anh nghĩ rằng là để mà giữ bình tĩnh, để điều tiết một cái cảm xúc khi một cái người người ta đang hoảng như thế này thì hoàn toàn không hề dễ như nào. Anh đã để cho học viên của anh, những cái người đệ tử mà trực tiếp anh dạy, tức là đi với anh rời rất là lâu rồi, họ rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà họ bảo em không chịu được áp lực, không chịu được như vậy. Thì anh bảo thôi được rồi, thế để anh. Thì khi mà đồng hành như vậy thì cái điều đấy chính là cái điều mà nó làm cho anh hấp dẫn và để cho anh luôn luôn anh giữ, để anh bao bọc. Anh trọng đạo lắm. Những ngày đầu tiên em hỏi là đối với anh cái gì là quan trọng nhất? Đạo em, lúc nào cũng đạo hết. Tới lúc yêu hỏi vẫn hỏi là với anh bây giờ, thời điểm bây giờ anh trọng gì nhất? Vẫn là đạo em. Ổng luôn đặt đạo lên trên hàng đầu. Đôi khi mình cảm thấy mình không được đặt vị trí số 1, mình cũng hơi buồn. Nhưng mà sau này khi mà hiểu, thấu hiểu và đồng cảm rồi thì em lại cảm thấy là anh đặt vị trí đạo thứ nhất thì em cũng đặt đạo ở thứ nhất luôn, và anh sẽ luôn đứng thứ hai. Những cái lúc mà em có những cái cảm xúc tiêu cực á, ông chỉ cần ông lên ông đánh hồi chuông thôi là tự nhiên em cảm thấy ông dễ thương lại liền. Không phải sau lúc mà em cảm thấy khi Mạnh Cường đánh chuông, ảnh tụng kinh á, nhìn ông đẹp một cách kinh khủng khiếp.
hào quang nó sáng còn hơn hào quang trong nghệ thuật, còn sáng hơn em thấy một ca sĩ ở trên sân khấu tỏa sáng. Em không hiểu tại sao cái giây phút đó em bị hấp dẫn. Có thể là những cái trải nghiệm của nam em trong tuổi thơ và tuổi trưởng thành, cộng hưởng thêm những cái mối nhân duyên mà em gặp gỡ trên cái đường đời của mình á, nó làm cho nam em luôn trong cái trạng thái là hoảng loạn và không làm chủ được cái trạng thái cảm xúc của mình. Dạ, đúng luôn. Em lúc nào cũng trong trạng thái hoảng á, nhưng mà em cũng không có nỗi sợ gì đó, nó vô hình, nó cứ ám ảnh theo em. Nhưng mà khi gặp anh Cường thì anh giúp em giảm cái nỗi sợ đó từ từ, từ từ. Em có một nỗi sợ là em sợ giống bà nội em. Tại bà nội em ngày xưa, bà nội em bị mất trí, xong rồi từ từ nằm một chỗ. Thì em là người chăm cho bà, nhiều khi em cũng thấy quạo là tại sao mình phải chăm bà như thế này. Tại sao mình không được hưởng những cái cảm xúc với bà, vui vẻ với nhau nhiều hơn một chút. Tại em với bà nội em rất là thân, rất là, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau như hình với bóng. Rồi một ngày đẹp trời tự nhiên bà của em nằm một chỗ, và em là người phải vun cơm, rót nước, thay tã, là những cái công việc mà em cảm thấy rất là bức xúc, em giận lắm. Và sau đó là một cái nỗi ám ảnh là tới lúc ba em mất, thì em đang đặt dấu chấm hỏi là khi nào em bị gen di truyền hay không. Tại vì gần đây em cũng hay bị mất trí, em cũng hay bị quên nhiều. Xong mà em cũng sợ, cũng có nhiều người đàn ông tới tiếp cận em cũng đóng cái vai đó luôn, để coi người ta có chịu được cái cảm xúc đó hay không. Thì khi mà em đóng cái vai đó thì thay vì người khác người ta sợ thì ổng nhập vai luôn. Em đóng cái vai em nằm một chỗ, ổng là người khiêng em vô toilet, khiêng em đi xuống ăn, khiêng em làm tất cả. Và em vô đúng cái vai là ví dụ một ngày đẹp trời em không còn di chuyển được nữa thì sao. Thì khi mà em vào cái vai đó rồi, ổng là người chăm em á, thì em lại cảm thấy là thật ra nó không có gì đáng sợ hết. Nó chỉ là nỗi sợ vô hình thôi. Và khi mà mình không thấy sợ nữa, em đối diện nó với nó rồi thì... Anh chia sẻ cho. Về... Anh chia sẻ một ít về bệnh của nam em. Bệnh của nam em thì bây giờ hiện tại thì được gọi là bệnh trả vờ. Thực sự không phải bệnh trả vờ. Đây là anh muốn nhắc lại về những cái quá khứ đã có từng người nói nam em trả vờ và cố tình như vậy. Nhưng thực chất là bệnh này được gọi là bệnh rối loạn tâm lý hay là rối loạn lưỡng cực như bác sĩ đã nói. Thì về vấn đề khoa học thì không thể can thiệp được về vấn đề mổ não để xếp lại dây thần kinh. Đó. Và hiện tại bây giờ thì máy tính lượng tử cũng không thể can thiệp được vào để làm những cái tần số rung động để tách các dây thần kinh chạm vào với nhau. Thì chỉ có một cái là hành trì. Thì khi hành trì nó tạo lên tần số rung động, tạo cho con người ta cái hơi thở, là thân khẩu ý, tất cả mọi thứ nó rung động, thì giúp cho bình tâm lại. Và khi mà một cái người mà hoảng loạn như vậy, thì việc của một cái người bên cạnh là phải bình tĩnh hơn họ và để xử lý.